彼は私にとってかけがえのない存在だ。Anh ấy là một người vô giá đối với tôi. Anh ấy là một người vô giá đối với tôi. 気が置けない仲間と過ごす時間が一番だ。Dành nhiều thời gian với những người bạn thân thiết là tốt nhất. Dành nhiều thời gian với những người bạn thân thiết là tốt nhất. 彼女とは気心が知れた仲だ。Cô ấy là một người bạn biết rõ được tâm tính tôi. Cô ấy là một người bạn biết rõ được tâm tính tôi.親友にだけ悩みを打ち明けた。Tôi chỉ tâm sự nỗi phiền não của mình với người bạn thân nhất. Tôi chỉ tâm sự nỗi phiền não của mình với người bạn thân nhất. 友人は私の気持ちを察して何も聞かなかった。Bạn tôi cảm nhận được tâm trạng của tôi nên không hỏi bất cứ điều gì. Bạn tôi cảm nhận được tâm trạng của tôi nên không hỏi bất cứ điều gì. 彼は私と同い年とは思えないくらい若い。Anh ấy trông trẻ đến mức mà mọi người không nghĩ rằng ảnh cùng tuổi với tôi.Anh ấy trông trẻ đến mức mà mọi người không nghĩ rằng ảnh cùng tuổi với tôi. もうあんな連中と付き合うのはやめよう。Hãy ngừng việc tụ tập với đám bạn như thế đi. Hãy ngừng việc tụ tập với đám bạn như thế đi. あんな人に呼び捨てにされたくない。Tôi không muốn bị một người như hắn gọi tên một cách thô lỗ. Tôi không muốn bị một người như hắn gọi tên một cách thô lỗ. お酒を飲みながらお互いの身の上を話す。Vừa uống rượu vừa nói chuyện số phận của nhau. Vừa uống rượu vừa nói chuyện số phận của nhau.友達との飲み会では、私は聞き役に徹する。Trong các buổi nhậu với bạn bè, tôi luôn là người lắng nghe. Trong các buổi nhậu với bạn bè, tôi luôn là người lắng nghe. 大切な友人の思いを踏みにじってしまった。Tôi đã chà đạp tình cảm, suy nghĩ của bạn bè thân yêu. Tôi đã chà đạp tình cảm, suy nghĩ của bạn bè thân yêu. あいつは時々人の気に触ることを言う。Gã ấy thỉnh thoảng lại nói những chuyện chọc tức người khác. Gã ấy thỉnh thoảng lại nói những chuyện chọc tức người khác.小さなことで腹を立てて決まり悪い。Chỉ vì chuyện nhỏ xíu mà nổi nóng nên tôi thấy xấu hổ lắm. Chỉ vì chuyện nhỏ xíu mà nổi nóng nên tôi thấy xấu hổ lắm. 友達からお金を借りたら、たかが100円でも返すべきだ。Nếu bạn mượn tiền từ bạn bè, dù chỉ là mượn 100 yên, bạn cũng nên trả lại. Nếu bạn mượn tiền từ bạn bè, dù chỉ là mượn 100 yên, bạn cũng nên trả lại. 親友はどんな時でも私をかばってくれ。
Bất cứ khi nào thì người bạn thân cũng bảo vệ tôi. Bất cứ khi nào thì người bạn thân cũng bảo vệ tôi. 友達だからこそ、あえて厳しい忠告もする。 Chính vì là bạn thân nên tôi mới dám khuyên nghiêm túc. Chính vì là bạn thân nên tôi mới dám khuyên nghiêm túc. 大学時代の友人たちと頻繁に集まっている。 Tôi thường hay tụ tập với những người bạn thời đại học. Tôi thường hay tụ tập với những người bạn thời đại học. 友達を食事に誘ったが、タイミングが悪く断られた。 Tôi mời bạn một bữa cơm, nhưng không đúng thời điểm nên đã bị từ chối. Tôi mời bạn một bữa cơm, nhưng không đúng thời điểm nên đã bị từ chối. 今度の飲み会の幹事をじゃんけんで決めよう。 Chúng ta sẽ quyết định người điều hành buổi nhậu hôm nay bằng cách oản tù tì. Chúng ta sẽ quyết định người điều hành buổi nhậu hôm nay bằng cách oản tù tì. 何回じゃんけんしても相手で勝負がつかない。 Dù có oản tù tì bao nhiêu lần cũng hòa nhau, không phân biệt được ai thắng hay thua. Dù có oản tù tì bao nhiêu lần cũng hòa nhau, không phân biệt được ai thắng hay thua. SNS で音信不通だった友人とつながるようになる。Tôi đã liên hệ lại với một người bạn mà tôi đã mất liên lạc thông qua SNS. Tôi đã liên hệ lại với một người bạn mà tôi đã mất liên lạc thông qua SNS. 友達に電話しているが、なかなかつながらない。 Tôi gọi điện thoại cho bạn nhưng mãi mà không kết nối được. Tôi gọi điện thoại cho bạn nhưng mãi mà không kết nối được. 彼はお酒を飲むとやたらとうるさい。 Anh ấy nếu uống rượu vô là lại rên rỉ như mưa. Anh ấy nếu uống rượu vô là lại rên rỉ như mưa. 彼女の服は全部ブランド品だ。さぞお金持ちなのだろう。Quần áo của cô ấy toàn bộ là hàng hiệu. Chắc hẳn là cô ấy giàu lắm. Quần áo của cô ấy toàn bộ là hàng hiệu. Chắc hẳn là cô ấy giàu lắm. また友達と喧嘩した。そもそも彼の一言が原因だ。Tôi lại cãi nhau với bạn. Nguyên nhân là do một lời nói của anh ấy lúc ban đầu. Tôi lại cãi nhau với bạn. Nguyên nhân là do một lời nói của anh ấy lúc ban đầu. 彼女が恋人になるとはよもや思わなく。 Tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ thành người yêu của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ thành người yêu của tôi. Anh ấy là một người vô giá đối với tôi. Anh ấy là một người vô giá đối với tôi. 気が置けない仲間と過ごす時間が一番だ。Dành nhiều thời gian với những người bạn thân thiết là tốt nhất. Dành nhiều thời gian với những người bạn thân thiết là tốt nhất. 彼女とは気心が知れた仲だ。
cô ấy là một người bạn biết rõ được tâm tính tôi. Cô ấy là một người bạn biết rõ được tâm tính tôi. 親友にだけ悩みを打ち明けた。 Tôi chỉ tâm sự nỗi phiền não của mình với người bạn thân nhất. Tôi chỉ tâm sự nỗi phiền não của mình với người bạn thân nhất. 友人は私の気持ちを察して何も聞かなかった。 Bạn tôi cảm nhận được tâm trạng của tôi nên không hỏi bất cứ điều gì. Bạn tôi cảm nhận được tâm trạng của tôi nên không hỏi bất cứ điều gì. 彼は私と同い年とは思えないくらい若い。 Anh ấy trông trẻ đến mức mà mọi người không nghĩ rằng ảnh cùng tuổi với tôi. Anh ấy trông trẻ đến mức mà mọi người không nghĩ rằng ảnh cùng tuổi với tôi. もうあんな連中と付き合うのはやめよう。 Hãy ngừng việc tụ tập với đám bạn như thế đi. Hãy ngừng việc tụ tập với đám bạn như thế đi. あんな人に呼び捨てにされたくない。 Tôi không muốn bị một người như hắn gọi tên một cách thô lỗ. Tôi không muốn bị một người như hắn gọi tên một cách thô lỗ. お酒を飲みながらお互いの身の上を話す。 Vừa uống rượu vừa nói chuyện số phận của nhau. Vừa uống rượu vừa nói chuyện số phận của nhau. 友達との飲み会では私は聞き役に徹する。 Trong các buổi nhậu với bạn bè, tôi luôn là người lắng nghe. Trong các buổi nhậu với bạn bè, tôi luôn là người lắng nghe. 大切な友人の思いを踏みにじってしまった。 Tôi đã chà đạp tình cảm, suy nghĩ của bạn bè thân yêu. Tôi đã chà đạp tình cảm, suy nghĩ của bạn bè thân yêu. あいつは時々人の気に触ることを言う。 Gã ấy thỉnh thoảng lại nói những chuyện chọc tức người khác. Gã ấy thỉnh thoảng lại nói những chuyện chọc tức người khác. 小さなことで腹を立てて、決まり悪い。 Chỉ vì chuyện nhỏ xíu mà nổi nóng nên tôi thấy xấu hổ lắm. Chỉ vì chuyện nhỏ xíu mà nổi nóng nên tôi thấy xấu hổ lắm. 友達からお金を借りたら、たかが100円でも返すべきだ。 Nếu bạn mượn tiền từ bạn bè, dù chỉ là mượn 100 yên, bạn cũng nên trả lại. Nếu bạn mượn tiền từ bạn bè, dù chỉ là mượn 100 yên, bạn cũng nên trả lại. 親友はどんな時でも私をかばってくれ。 Bất cứ khi nào thì người bạn thân cũng bảo vệ tôi. Bất cứ khi nào thì người bạn thân cũng bảo vệ tôi. 友達だからこそ、あえて厳しい忠告もする。 Chính vì là bạn thân, nên tôi mới dám khuyên nghiêm túc. Chính vì là bạn thân, nên tôi mới dám khuyên nghiêm túc. 大学時代の友人たちと頻繁に集まっている。 Tôi thường hay tụ tập với những người bạn thời đại học. Tôi thường hay tụ tập với những người bạn thời đại học.
友達を食事に誘ったが、タイミングが悪く断られた。Tôi mời bạn một bữa cơm, nhưng không đúng thời điểm nên đã bị từ chối. Tôi mời bạn một bữa cơm, nhưng không đúng thời điểm nên đã bị từ chối. 今度の飲み会の幹事をじゃんけんで決めよう。Chúng ta sẽ quyết định người điều hành buổi nhậu hôm nay bằng cách oản tù tì. Chúng ta sẽ quyết định người điều hành buổi nhậu hôm nay bằng cách oản tù tì. 何回じゃんけんしてもあいこで勝負がつかない。Dù có oản tù tì bao nhiêu lần cũng hòa nhau, không phân biệt được ai thắng hay thua. Dù có oản tù tì bao nhiêu lần cũng hòa nhau, không phân biệt được ai thắng hay thua. SNS で音信不通だった友人とつながるようになった。Tôi đã liên hệ lại với một người bạn mà tôi đã mất liên lạc thông qua SNS. Tôi đã liên hệ lại với một người bạn mà tôi đã mất liên lạc thông qua SNS. 友達に電話しているが、なかなかつながらない。Tôi gọi điện thoại cho bạn nhưng mãi mà không kết nối được. Tôi gọi điện thoại cho bạn nhưng mãi mà không kết nối được. 彼はお酒を飲むとやたらとうるさい。Anh ấy nếu uống rượu vô là lại rên rỉ như mưa. Anh ấy nếu uống rượu vô là lại rên rỉ như mưa. 彼女の服は全部ブランド品だ。さぞお金持ちなのだろう。Quần áo của cô ấy toàn bộ là hàng hiệu. Chắc hẳn là cô ấy giàu lắm. Quần áo của cô ấy toàn bộ là hàng hiệu. Chắc hẳn là cô ấy giàu lắm. また友達と喧嘩した。そもそも彼の一言が原因だ。Tôi lại cãi nhau với bạn. Nguyên nhân là do một lời nói của anh ấy lúc ban đầu.Tôi lại cãi nhau với bạn. Nguyên nhân là do một lời nói của anh ấy lúc ban đầu. 彼女が恋人になるとはよもや思わなかった。Tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ thành người yêu của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ thành người yêu của tôi.